làm gì mày thập thò như ăn trộm vậy tám tàn. Má. Gì? Má không biết làm sao mà cái điện thoại của con tự nhiên cái nó tắt nguồn, tắt queo luôn rồi nè. Ngay đơ rồi con mở ra không có được. Chắc bị hư rồi đó má. Má, má cho tiền con đi sửa cái điện thoại nha. Tiền đâu mà cứ xin hoài. Mà điện thoại không biết xài kiểu gì mà tao nói nó xài mà nó hư sửa hoài không biết nữa à. Má, má nói nhỏ nhỏ thôi, tí mà nghe được tí chửi con chết luôn á. Như là không có tiền mà xin ổng kìa. Nó nhỏ thôi má. Tối ngày cứ cắm cái đầu vô trong điện thoại không, không có mừng ăn gì được hết trơn á trời. Bỏ cái gì thiệt luôn á. Xin tiền mua điện thoại mới thì không cho, mà điện thoại hư rồi xin tiền để sửa cũng chửi nữa. Riết còn biết sống sao cho vừa lòng với cái nhà này luôn á trời. Má. Gì? Con có ý này hay nè má. Tao không có tiền nha, không ý gì hết nha. Con thấy á, thời buổi bây giờ á, ai ta cũng xài điện thoại hết á. Ít nhất là người cũng một hai cái vậy đó. Rồi cái lâu lâu cái nó hư một chút. Cái người ta đem đi sửa. Nói hay quá. Để mày tự sửa điện thoại mày đi. Không phải, ý của con là gì nè. Con tính xin tiền tía má cho con đi học sửa điện thoại đi. Cái lúc đó ha, nhà mình á, ai mà điện thoại hư á, đem lại con sửa, không tốn tiền, miễn phí luôn. Với lại má biết không, một ngày mà con sửa chừng 10-15 khách thôi đó nha, là con dư sức, con lo cho gia đình mình luôn. Ôi khỏi cần, tao không cần mày lo gì gia đình mày, miễn là mày không xin tiền tao là được rồi. Mà mày giỏi mày nói với ổng á, mày đừng nói với tao. Tao mà giờ tao đi nói với ổng chửi luôn tao bây giờ. Mệt máu hồi tối ngày có gì má cũng kêu tía hết. Thôi tự nói đi, mệt quá. Mệt gì đâu, gặp mặt là xin tiền, gặp mặt xin tiền. Điện thoại hư còn sao giờ trời. Sao vậy anh Bảy? Điện thoại hư hả? Thì khỏi xài. Ghê chiêu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào cửa giường xưa đã khoa kính từ hôm nào. Tôi dắt đôi chiêu bông từ dưới ghe lên sông rẫy. Chiếc áo nhuộm bùn lâm tấm giọt mồ hôi. Chết cha, sao cúp nước rồi? Cúp điện hả ta? Bảy cò! Tấm đàn! Bảy cò tấm đàn ơi! Hai người nó điếc rồi sao? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi! Hai đứa ở đây mà ở ngoài đó đó, tao kêu muốn rát cổ họng, không đứa nào ừ hử gì hết là sao vậy? Tía kêu mày kìa. Kêu anh thì có. Kêu mày thì có. Kêu anh thì có. Kêu mày á. Kêu anh. Tao kêu hai đứa hết á. Tao không? Tối ngày á, cứ úp cái mặt vô cái điện thoại không à. Không có lo làm ăn gì hết á. Dạ. Kêu tụi con có gì không? Tao đang tưới nước, tự nhiên nó mất nước. Kêu hai đứa ra phụ tía coi coi lý do gì nó mất nước, sửa tiếp tía. Mà không đứa nào lên tiếng hết là sao? Kìa, tía kêu ra sửa ống nước kìa, sửa phụ tía đi. Ủa sao mày không phụ? Tôi có biết gì đâu sửa. Nói đứa này cái sanh ảnh đứa kia, nói đứa kia sanh ảnh đứa nọ. Con người ta từng tuổi này rồi, làm cái gì đó để báo hiếu cha mẹ. Công cha mẹ nuôi mình tới lớn, không có làm cái gì hết. Nói thì 10 cái thiệt, hết biết tụi bay. Anh ơi, có nhà không anh ơi? Có gì không chính chuyện? Quẩn hôm đi qua nhà ba gà quýnh em ván cờ coi. Con nó mới đi Sài Gòn về, mua cái bộ cờ gì bằng đá đẹp lắm. Vậy đó hả? Rồi chờ tao chút nha. Ê cò. Dạ. Ra coi ống nước, nếu có hư á, kêu thợ tao lại sửa. Dạ. Tao đi công chuyện chút à. Đi chơi mà nói đi công chuyện. Chú Chính, chào chú Chính. Ừ, đi ruộng mới về hả con? Dạ, đi sáng giờ, giờ về. Anh hai có tụi bay á, đỡ biết bao nhiêu nói. Thì giờ tí con lớn tuổi rồi, giờ tụi con phải phụ tí con chứ chú Chính. Lớn rồi, phụ cho cha mẹ vậy á, điều đó là tốt lắm. Ôi, mà thấy bay rồi á, nhớ lời ba lít nhà tao. Thì tao nản hết sức luôn. Tao chán chú.
chú nói làm sao chứ nghe nói là ba Lích là chịu học nghề lắm luôn á. Ôi, nó nói cái miệng đó thôi, chứ nó mà học với hành cái gì. Ba cái chữ đó, nó học cũng không xong, còn học nghề hả, nó học được 5-3 bữa thì cũng bỏ thôi. Ôi, nó mà làm được cái gì, tao rầu hết sức luôn. Tía làm vậy luôn rồi đó. Trời ngộ thì sao tía cứ phá cái ngủ hoài tía. Tao biết tao hết nói nổi mày rồi. Ăn no rồi, không có làm được cái nghề ngỗng gì mà coi cho nó được hết. Xách xe đi qua hàng xóm, thấy không, quậy phá, nghẹo hết người này người nọ cho người ta mắng vốn. Rồi về tới nhà thì ngủ. Mẹ con làm cho tôi coi nè. Con mới quét nhà rồi đó tía. Không có mần cái gì mà ra ôm vậy. Bởi thấy thằng Bảy Cò con cũng hay lúa, thấy con ta thấy mà ham. Con nhà này hết nói nổi. Cái gì tía? Sao mà tối ngày cứ lôi thằng Bảy Cò con nhà bác Hai ra rồi so sánh với con, rồi chửi con là sao? Mày thấy thằng Bảy Cò không? Học hết cái này tới học cái kia, mần hết cái này tới mần cái kia, giúp đỡ cho ông Hai Lúa như vậy đó. Còn con nhà này mày nhìn lại đi. Mà thôi tía ơi, học hành chi bây giờ á, là quan trọng á là tư duy mình kiếm tiền thôi. Con giỏi sẵn rồi, khỏi cần học. Biết rồi, tao biết mày giỏi rồi. Thôi tía ơi, tự nhiên sáng sớm thì tía la á, sùm cho gì tía. Gì? Đúng rồi, mày ngủ giờ mới dậy cho nên mày mới nói là sáng sớm. Đâu mày bước ra mày dòm lên trời coi, phải trời đứng bóng chưa. Đây nè, sắp tới giờ cơm rồi, đi coi rửa mặt đi, rồi cái ăn cơm ha. Ăn cơm xong mà ngủ nữa, ngủ nữa cái dậy ăn. Còn rảnh rỗi thì xách xe đi, đi vòng vòng hàng xóm á, quậy phá đi. Trời ơi, người ta nói ông bà mình có ăn có ngủ mà sao tiếc kỳ quá à. Nè, tía nói cho mày nghe nha, đàng hoàng lo kiếm cái nghề gì đó, học cho tử tế đi, rồi mần với người ta, nghe không? Chứ đừng có lâm bông như vậy nữa. Tao tống cổ, tao đuổi đi ra ngoài cạp đất mà ăn đó nghe con. Nghe không? Tao nói vậy rồi mày đi đâu á? Tía mới đuổi con mà. Trời ơi cái thằng. Mày đi phải không? Mày đi phải không? Mày đi luôn nghe. Đừng có về đây nữa nghe. Sao chú đồ hôm nay không thấy nó ở nhà vậy anh? Nó đi lên Sài Gòn kiếm việc làm rồi, chứ ở dưới này đâu có chuyện gì đâu làm. Bây giờ con cái nó lớn lên rồi, đứa nào mà nó chăm chỉ làm ăn cũng mừng cho nó. Nhưng mà nó con gái con gú, anh để nó lên Sài Gòn mình vậy anh không lo sao anh hai? Trời ơi, nó lớn rồi, hơi nào mày canh giữ hoài cũng vậy thôi. Thời buổi bây giờ là thời buổi 4.0 rồi. Bây giờ mày theo mày giữ nó hoài tới chuyện nó hư à. Còn đứa nào nó không hư rồi mày cứ thả lan đi, nó cũng không hư á. Thấy anh hai vậy tưởng anh hai khó, chứ mà anh có cái nghĩ thông thoáng ghê luôn á nghe. Hôm qua đi ra ngoài ruộng về gặp Bảy Cò, cái nghe nó nói sắp tới nó ra nhà ông Hai Sơn ngoài xóm Vàm gì đó học nghề làm nấm phải không anh? Không rồi, mà nghe hai mẹ con nó bàn gì đó, mở chạy để trồng nấm trồng gì đó, mà không lại chưa nghe nói gì tới tao. Tao cũng có hỏi. Cái thằng thấy vậy mà nó giỏi ghê anh ha, siêng năng thấy bắt ham luôn á. Trời ơi, nhờ có mình nó đó mày ơi, tối ngày cứ lục đục kiếm chuyện này chuyện kia làm hoài cũng đỡ. Còn ông thì tối ngày ông đi ca đi hát, ông đi èo tới èo lui chóng mặt muốn chết. Mày về mày hỏi ông Ba Lít coi, nó có chịu đi học không? Nếu nó chịu đi á, cho nó đi với Bảy Cò luôn đi. Trời ơi, anh nhắc tới Ba Lít tôi nghe tôi rầu thêm nữa anh ơi. Mày nói sao cho tao thấy Ba Lít nó cũng được lắm đó chứ. Được cái gì anh ơi, ở ngoài thấy nó vậy á
chứ mà thật sự nó có làm nên cái trò trống gì đâu. Tối ngày ăn rồi á, bị chọc ghẹo thiên hạ, phá làng phá xóm, bị bắn vốn hoài anh ơi. Em ước gì á, con của em á, nó giỏi giống như bằng nửa con của anh thôi, là em mừng lắm rồi. Trời đất ơi, thôi đi mày ơi, đèn nhà ai nấy sáng. Trời đất ơi, mới qua nè, tao bắt đứng sắp hàng, tao chửi từng đứa, có đứa nào dám lên tiếng đâu. Trời ơi, con anh nó giỏi vậy, nó ngoan vậy, mà anh còn chưa hài lòng nữa. Gặp đám con của em á, anh còn rầu thêm nữa. Vậy mày đổi đi. Đổi là đổi sao anh? Con mày qua nhà tao ở, con tao qua nhà mày ở. Đổ thử tuần lễ đi. Anh nói thiệt nghe. Ừ, thử đi. Chắc nghe. Ừ. Phải ha. Hai, ba. Yeah. Rồi. Chơi luôn với anh. Cái gì? Hai đứa dọn đồ qua nhà chính trường ở một tuần lễ. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Dạ. Ôi, tự nhiên con mình đang ở đây, tự nhiên là biểu qua nhà chính quyền ở là sao? Đâu có gì đâu kỳ. Cái gì cũng xong hết á. Bà yên tâm đi, bà cứ ngồi đó chờ. Trời ơi, ngồi yên sao được mà ngồi yên. Ông thấy vậy không có kỳ sao? Tự nhiên con mình đang ở, đang yên, đang lành, tự nhiên biểu qua bên đó ở. Tía, sao tự nhiên tía đuổi con đi vậy tía? Thôi, con chịu ở với tía má à. Con không chịu ở với ai hết á. Đúng rồi đó ông, suy nghĩ lại đi, tự nhiên đuổi con đi, tội nghiệp nó chứ. Tôi không có đuổi đi, chứ ở bên đây tôi dạy không có được. Nói không có nghe. Đi qua bên nhà chính quyền ở, để cho chính quyền nó dạy. Thấy không, tuần lễ rồi về, qua bên ở đi rồi biết đá, biết vàng. Rồi quay về đây nè, mới thấy ở với cha mẹ nó sung sướng cỡ nào. Con phản đối. Con cũng phản đối. Tôi cũng phản đối. Phản đối cũng vô hiệu, tao ký hợp đồng rồi. Tía ơi, con muốn rời xa tía má dù chỉ một giây phút. Một giây phút, dù chỉ một giây phút thôi tía. Một giây phút thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Dạ, con muốn mồ côi tía ơi. Tía biết sao không? Vì mồ côi tội lắm tía ơi. Đói cơm khát nước biết người nào lo. Dạ tía. Mày chù tao chết đó hả? Tao còn sống đây mà tụi bay mồ côi gì? Dạ dạ con xin lỗi tía. Con hát lộn. Không có nói tới nói lui gì hết. Tao đã quyết rồi. Một tuần thôi. Ký hợp đồng xong rồi. Mai bỏ mụn cho thúng, bưng qua nhà chính quyền ở. Trời ơi! Tiếng! Kỳ ơn gì đó. Không đi quán đổi gì. Con ai lấy nuôi đi. Kỳ thiệt. Sao trời? Chuyện này hẹn hai cái đồng bọn của mình ra bàn kế hoạch mới được. Ui! 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 Đây! 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 Dạ ba lít. Gì nữa? Hiền huynh, hiền muội, có nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thì cái chuyện quán đổi đó. Biết rồi. Mới họp gia đình xong. Ê, rồi giờ hai người tính sao? Tính gì nữa mà tính. Tía tôi quyết định vậy rồi thì phải xuôi theo chứ biết sao giờ. Cái nguyên nhân này xuất phát là ở tía má là đứng núi này trông núi nọ thôi. Thì bởi vậy em đây nè, em thấy em là một đứa con hoàn hảo nhất trong bầy con luôn á. Thì mà tía má còn chưa hài lòng cái gì trời. Chứ nữa, còn tía tôi nè, hỏi gì cái à, mày có bằng con hay lúa không, có quạo không? Còn bên tôi nè, có khác gì đâu. Tối ngày cái hỏi cái mày biết nào mày được như con chính truyền, được như con chính truyền. Lúc nào cũng so sánh tía, bây giờ thêm cái vụ quán đổi nữa. Ờ, thiệt tình luôn. Mình bà Lích, không có cách nào không? Mình phải chống đối lại mới được. Thì bây giờ á, đổi thì đổi. Nhưng mà tình hình này kéo dài chắc bán nhà. Ủa tía hai, sao mà bán nhà vậy? Mình nói chuyện đi đâu bảo vậy? Vô chùa ở. Không ta? Ông muốn ăn đi ngồi thừ ra đó nói gì vậy trời? Ăn qua ăn lại có mấy món. Ăn hoài, ăn riết, quá cũ. Vậy chứ giờ muốn ăn gì? Gì cũng được. Gì cũng được.
Miệng thì nói cái gì cũng được, mà tôi mua cái món gì về ông cũng chê hết trơn á, làm sao? Trời ơi trời, cục muối hay gì, muối hay gì mặn dữ vậy? Nói sao, sao mà ăn được? Muối ơi, này muối mặn đâu mặn, ngon quá chừng luôn mà mặn chỗ nào trời. Bà Lích. Dạ. Bà ăn mà thấy cơm canh sao? Con thấy ngon mà. Trời, má Hai nấu là ngon hơn là tía con ở nhà bển nấu. Tía con nhà bển nấu ăn giỏi lắm. Đó, nghe nó nói không? Ông á là có phước lắm luôn á, mà không biết hưởng. Mai có đồng minh rồi. Ừ, đúng rồi á, tôi có đồng minh. Chứ thằng Bãi Cò với thằng Tám Tàng mà ở nhà là nó theo phe ông à, chứ đâu dám theo phe tôi. Vì nó sợ cường quyền. Bãi Lít đâu sợ. Ừ, theo phe tôi á. Dạ đúng rồi. Con á, từ nhỏ lớn sinh ra con là sống theo lẽ phải à. Cái nào ngon nó ngon, còn nào dở nó dở, còn ai không ăn kệ người ta, đúng không? Ờ. Dạ. Nhiều như con. Dạ. Ăn nữa đi. Ăn, muốn ăn gì á, mà Hài nói cho con ăn. Dạ, con không ngại đâu. Mấy người không biết thưởng thức cho người ta nhịn đi. Con đi đâu hả? Vô ngủ, cho bà với ông Ba Lít ăn cho nó ngon miệng. Ôi rồi bộ để bụng đói ngủ luôn hả? Thôi, đừng quan tâm tới tôi nữa, chết cũng được nữa. Ủa đúng rồi, cho mày chết, cho mày chết nè, trời hay quá. Tấm Tàng. Dạ. Trời nắng đang tốt nè, con coi đổ bộ lúa ra phơi giùm chú đi. Đặng chiều đi trà gạo về nấu cơm ăn con. À, dạ, thôi chú để đi. Con đánh xong trận này là con làm liền ha. Con chơi vậy khoảng bao lâu nữa mới xong? Dạ, khoảng nửa tiếng nữa là xong rồi chú. Nửa tiếng nữa hả? Dạ. Ừ, thôi vậy con chơi đi ha, để chú làm cho. Dạ, vậy chú làm giùm con nghe cho kịp nắng. Mà quên nữa, sáng giờ kêu con chăm giùm cho chú bình trà, tới giờ vô không thấy nước nóng đâu, thấy bình trà lạnh tanh là sao? Ừ dạ, hồi nào tới giờ con đâu biết pha trà đâu. Pha trà là bệnh á má, con cái chị Sáu không pha không hà. Vậy á hả? Dạ. Ừ hiểu rồi ha. Dạ. Bởi tao nói mấy cái chuyện này á, hồi có Ba Lít ở nhà, ba cái chuyện này á, sáng sớm đã làm cho tao rồi. Ừ, mà Bãi Cò đâu rồi sáng giờ á, chú không thấy nó vậy? Ờ hình như là hồi nãy thấy anh xách cái lưỡi liềm anh đi ra ngoài vườn ngoài á chú. Nó xách liềm ra ngoài vườn hả? Dạ. Trời ơi. Ơ chú Chính. Bãi Cò mày làm cái gì vậy Bãi Cò? Dạ con đang chặt ba cây dại á. Dạ. Trời ơi sao mày chặt cây thú của tao? Hả? Ủa cây này, cây này là cây thú hả? Trời ơi cây đinh lăng tôi trồng ông ơi. Cây thuốc chứ không phải là cây gì đâu mà sao mày chắc? Chết cha. Cây thú hả? Vậy mà con tưởng đâu ba cây dại con định đi phát quan cho chú để cho chú trồng cây ăn trái. Trời ơi đó, đó. Một thằng thì chuyên môn đi phá làng phá xóm về ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Còn một thằng hở thì nó làm, mà nó làm tầm bay tầm bạ, nó làm nó không hỏi, nó phá hoại của tôi. Trời ơi cây đinh lăng. Chết rồi. Thôi không được, đi về bển đi. Về bển đổi lại, đổi lại. Chú không được, không. Trời ơi, không được chú Chính ơi. Mới có chưa hết tuần lễ mà. Một ngày cũng đổi nữa. Đi về, đi về. Thôi, về liền cho tôi. Đi. Vậy ngang. Thôi con nhà ai nói vậy đi ông ơi. Này tôi thấy cô bộ không quen à. Ừ vậy đi. Ừ. Ông. Gì? Mình vô ăn cơm đi ông. Chờ con mà nó về ăn luôn cho nó vui. Ba Lít đi nãy giờ cũng lâu rồi, tới giờ này chưa thấy về lắm. Ờ chắc nó đang trên đường về chứ gì. Trời ơi, bữa nay biết trông con rồi ha. Trời ơi, tôi nói thiệt bà, nói vậy thôi chứ trong mắt của tôi á, con tôi là số 1, không có cái gì qua con tôi hết á. Vừa ngoan ngoãn, lễ phép, biết nghe lời, chứ đâu phải như cái thằng Ba Lít mà âm mưu rồi chống đối rồi cãi lại tùm lum tà la mệt chết. Trời, cái gì chống đối? Ôi ai dám chống đối ông?
Nghe mắc cười quá à. Thôi giờ á tôi đi vô tôi dọn cơm cho mấy đứa con yêu quý của tôi nó về nó ăn, không thèm nói chuyện với ông nữa. Làm như tôi cần nói chuyện với bà lắm, tôi chờ con tôi về tôi nói chuyện còn vui nữa à. Mấy nhỏ lâu quá ta. Ly này là của Hiền Muội nè, ly này là của Hiền Huynh nè, ly này là của Ba Lích. Ui! Ui! Ê! Góp ý nhỏ một cái nè. Sao sao? Mai mốt mày kêu đi. Sao vậy? Mày đừng thổi chim phú hào nước miếng quá. Ra nước miếng mà không thấy nghe tiếng gì hết trơn. Tao thổi tao lấy ký hiệu cho hai mày làm cái ghê vậy? Gặm dễ sợ. Ê! Cái vụ đó làm sao rồi? Không được hả? Sao vậy? Thua hả? Thành công mỹ mãn. Từ đây trở về sau nha, là tía tôi là không bao giờ còn cái vụ con người ta nữa. Thì đó, anh em mình mà đồng tâm hiệp lực lại trội thành công mỹ mãn luôn. Trời ơi, có chuẩn bị nước sẵn luôn kìa. Được, chuẩn bị cho Hiền Huynh Hiền Muội đó. Cảm ơn nha. Từ đây trở về sau á, trong nhà tôi là không còn bao giờ cái câu mà thằng Ba Lích nữa. Làm sao dám nhá. Công nhận nghe chia Ba Lích hay thiệt luôn á. Trời ơi, Ba Lích mà. Ê, ủa Ba Lích. Gì? Tại sao thấy hết hoài vậy? Thì tao thích thì tao hết thôi. Hết để tao lấy không khí cho cái bụng tao nó no ra, để tao cười cho nó đã. Hết vô, hết nữa đi, hết vô vô, hết nhiều, hết nó, nó. Tao mới xì hơi á. Hey! Chứ bà kệ, hôm nay tao không giận mày luôn, vui quá mà. Để chúc mừng cho sự thành công của chúng mình. 1, 2, 3, go! Ê, dạo này kẹt quá mày ơi, mà không biết dây đâu. Ê mà, mấy vuông tôm ông sao rồi? Thôi đi ông ơi, tôi cứ nghĩ là nuôi nó là cho nó ăn thôi. Ai ngờ đâu, nào là phải thức ăn chất lượng cho tôm nè, rồi cái gì mướn bác sĩ thú y về kiểm tra chuồng trại định kỳ này. Tụi tôi nói đụng thứ là tiền không à. Ê, chà, coi bộ căng vậy ha. Ờ. Mà thấy cực quá thôi nghỉ đi, mừng ruộng cho khỏe. Ờ đúng rồi, gì mà phức tạp quá trời luôn. Nè tôi nói cho ông nghe nha, hồi tháng trước xé một chút xíu nữa là chết luôn. Sao vậy? Tôm bệnh mày phát hiện kịp nha, không kịp một cái là ôm luôn. Trời ơi, tôi mày bệnh sống kêu tao. Ủa mày biết chữa bệnh tôm hả? Tao biết nước muối ớt. Bậy rồi, cái giống tôm đó là phải luộc chấm muối tiêu mới ngon. Không, tôm nước muối ớt cay cay ăn mới đã. Cái ngữ mà như vậy nè, luộc chấm muối tiêu uống rượu mới đã. Ê, rảnh không? Rảnh không? Rảnh. Dắt qua cái vuông tôm kế bên ông ấy nướng, hai đứa nướng ăn nha. Chắc không hết đâu. Vẫn chơi vui mà. Như tao chạy xe ôm gì cũng đâu đủ tiền sống đâu. Tao tính gom tiền đi học sửa xe, mà gom được nhiều tiền cái chiếc xe nó hư tao đem sửa, cái cục vốn luôn. Xui à. Ê, hay là giờ mình không có vốn á, mình đi vay ngân hàng đi. Tao thấy người ta vay nhiều lắm á. Thôi đi ông ơi, tôi hỏi rồi, vay ngân hàng phức tạp lắm, thế chấp giấy tờ nhà nữa đó, tía tôi biết cái là chết luôn. Ê, tôi sẽ giúp cho ông. Ông có tiền hả? Với điều kiện là tôi có tiền, nhưng thông cảm giờ hẻo quá. Bệnh thiệt. Hình như tao thấy nhà ông Vũ đang sửa chữa gì đó. Ủa, sao tao nhớ ông đi nước ngoài rồi mà. Ai biết, chắc có lẽ là ông bán cho người ta rồi đó. Ê, mà coi bộ chủ mới giàu lắm á, bữa tới chạy xe hơi về luôn mà. Ôi, ghê vậy? Ừ. Ủa mà dân giàu vậy, về sớm mình chi trời. Ô, cái thằng này, mày sống ở xứ này mà còn chê xứ này nữa. Sao không về? Giỡn chơi hoài, xeo lá xứ mình mà giỡn. Xeo lá, nó xeo lá, xe lá mày. Gì thôi. Má. Con. Má ngồi đi má. Trời ơi, nay đi đâu mà đẹp quá ta. Thì đi chợ chứ đi đâu. Ơi, tụi con quạt cho. Ơi, má khát nước không? Con pha trà cho má uống. Bình trà này con mới pha luôn. Ngon lắm. Nấu đi.
Có gì nói đi. Má, má, má biết cô Hà mới mua nhà của chú Vũ không? Có. Má có nghe nói mấy bữa rày. Hả? Rồi sao? Trời ơi, cái cô đó là chủ hụi luôn á. Má chơi không? Chơi lớn không? Chắc ăn không mày? Con nghe nói đó là nhiều dây lắm. Lớn có, nhỏ cũng có. Con già Hân á má, má nhớ không? Nó vô hai phần rồi. Con định vô một chút để thử thử coi sao. Để kiếm tiền xài Tết. Thôi, người ta ở đâu mới về, biết thế nào mà tin tưởng. Trời ơi, tin chứ má. Xóm mình ai cũng chơi hết trơn á. Má cho con chơi nha. Ừ, nếu có chơi á thì chơi nhỏ nhỏ thử thôi. Chứ tao thấy không chắc ăn đó mày. Nhưng mà má đừng nói tía nha. Tía mà biết tía rầy con chết. Ờ, biết rồi. Má là tuyệt vời nhất. Ủa, ai giống thằng Tân Còm vậy ta? Ê, đúng rồi nó ơi. Ý, Tân Còm, đúng không? Còm là hồi xưa, bây giờ ai gọi còm nữa ông ơi? Ê, vậy là Tân Còm. Cũng không có ròm luôn. Ê, thôi Tân bình thường. Tân bình thường. Còn mày là... mày là cái thằng ba gai phải không? Ê, mày ba gai. À, gì? Ủa, mà mày đi đâu đây? Tao trên thành phố mới về. Ủa, mà mày về chơi hay là về luôn? Chắc là lần này tao về luôn á mày ơi. Vậy hả? Chà, dạo này làm gì mà ăn bận bảnh bao vậy mày? Thì tao làm ngân hàng mày. Theo ta đi. Từ từ mày, từ từ. Lại, vô đây, vô đây. Ngồi đây, trời ơi, bạn bè lâu quá. Ngồi xuống. Uống luôn ly cà phê của tao. Ê, mà nghe nói mày làm bên ngân hàng thiệt hả? Tao làm ngân hàng thiệt mà. Công ty cử tao về đây á, vì công ty sắp mở chi nhánh ở đây nè. Đưa tao về đây để khảo sát, được á, giao cho tao quản lý luôn. Cho nên sắp tới á là tao về đây luôn á. Ồ, ngon gì mày? Quá ngon luôn. Ê, mà chỗ bạn bè hỏi thiệt mày câu nha. Mà hôm nay mày khách sáo vậy, hỏi thì hỏi luôn đi. Ê, bên ngân hàng của mày á có đàng hoàng không? Có giống như bên mấy chỗ mà tín dụng đen không? Mày tào lao, ngân hàng tao là ngân hàng uy tín đàng hoàng. Mày nghĩ thử coi, không lẽ tao về đây tao ở mà tao đi lừa gạt bà con quê mình rồi mặt mũi tao bỏ đâu? À, cũng đúng. Mà mày đang kẹt hả? Xưa, nghĩ sao vậy? Ba giai tao làm gì có kiểu kẹt tiền. Chẳng qua là đôi khi bị thiếu tiền thôi. À, nhưng mà ý tao muốn hỏi là tao mượn giùm cho ông anh tao, tại ông tính vay ngân hàng. Mà mày biết rồi đó, ngân hàng dính tới mấy cái vụ gì mà thế chấp rồi giấy tờ thủ tục nó rườm rà phức tạp lắm. Mà tao thấy bây giờ mà không có thế chấp á cũng khó lắm mày ơi. Ủa mà bộ mày làm ở trong đó mày không có lượt bớt được hả? Làm ở trong đó thì ở trong đó, không phải làm ở trong là muốn gì cũng được đâu. Lỡ anh mày bỏ trốn rồi tao cũng bỏ trốn theo ổng luôn đó. Ê, bậy rồi nha. Chỗ anh em ai làm vậy mày? Ai biết được mày ơi. Ờ, tao có cách này mày coi coi được không? À, tao có bà chị mới về đây mua nhà gần đây nè. Bà làm hụi. Được thì tao nói cho anh mày tham gia vài giây cho vui. À, vậy là cái bà Hai Hà gì đó là chị mày hả? Ừ, bà là vợ của ông giám đốc tao làm ở trên thành phố á. Ông bà coi tao như em vậy mày ơi, thân lắm. Ồ, vậy ngon rồi nha, quá ra là người quen. Chị yên tâm rồi. Tại ông anh tao muốn chơi mấy lần, nhưng mà tao cản hoài à. Tại trên mạng có đăng tin mấy cái vụ mà hụi này hụi kia rồi giật tiền đồ á. Mày yên tâm đi, nhà người ta giàu nứt vách, chủ của mấy cái ngân hàng. Ở trên thành phố á, ổng bả có 2-3 căn biệt thự mà căn nào cũng bự thiệt nha mày. Người ta đi lừa mấy chục triệu của mày làm gì? Cũng đúng. Vậy thôi về để tao nói lại với ông anh tao. Có gì mày nói thêm cho một tiếng nha. Mày yên tâm, cái gì khó cứ để tao lo. Ok. Ok. Ừ, uống đi. Chị Hai ơi, chị Hai. Chị Hai có nhà không chị ơi? Nghe nè, đây đây.
Dạ đang ngồi, dạ đang ngồi. Chào chị. À, mời ngồi, mời ngồi. Nói qua dạ. Đây chi vậy? Dạ, lâu quá không gặp chị. Dạo này chị khỏe không? Khỏe re, như bò kéo xe chạy te te luôn á. Chị mới về đây à? Mà sao chị thấy khí hậu ở đây á cưng, nó mát lành ghê luôn á. Bà con thân thiện với chị lắm luôn á. Chắc là tại chị ăn ở có đức. Với lại không có gì làm hết trơn nè, nên chị đang cho bà con chơi mấy cái dây hụi. Chị khỏi cần phải nói, bà con ở đây người ta thật thà chất phác, chứ không có gian manh xảo trá như dân thành phố đâu chị ơi. Thì tôi cũng biết vậy. Ừ, sẵn nói với vụ hụi, ở đây có anh ba anh đang kẹt, chị coi chị tính cho anh vô mấy dây nha. Bây giờ tôi nói cho nghe nè, cũng nhiều người xin tôi vô lắm đó, nhưng mà tôi không có cho. Bây giờ vô mấy dây? Dạ, anh ba anh vô mấy dây anh nói anh tính để chị hai chị lo cho. Chị hai, cho em vô 2 dây nha. 1 dây 500, dây 200. Giờ tôi nói nghe này nha. Dạ. Mít lòng trước được lòng sau, nói thẳng đi. Là bao nhiêu tôi cũng ok hết trơn á, nhưng mà phải đóng đúng hẹn cho tôi. Cái đó chị cứ yên tâm, ông anh đây của em là uy tín lắm. Mấy chú thông cảm, không phải là chị làm khó gì mấy chú hết trơn á. Nhưng mà mình chơi hụi mà, đúng không? Mình phải rõ ràng, mình phải quy tắc như vậy á, chứ không nó phiền hà lắm. Chứ thằng Tân này nè, tôi coi nó như em ruột tôi vậy á, mà bạn của nó tôi cũng coi như em ruột luôn mà. Ủa, dạ. Sợ gì? Mình em ruột rồi, anh em ruột. Anh em ruột. Dạ dạ anh em ruột. Dạ vậy thôi em cảm ơn, tụi em xin phép về trước nha chị. Rồi thôi mấy cậu về đi, chị nào đây qua đây kiếm tôi nha. Dạ. Rồi rồi. À, vậy vậy ha, anh em ruột. Chào chào. Em về vậy hả? Ê, xong rồi coi. Nó nghe nè, cái mối này được đó. Mày đợi tao chút nha. Ừ. Đây, 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 đây. Đây. Cà phê, chừng nào êm rồi chị em mình tính tiếp. Chị yên tâm, hợp tác vui vẻ không? Má không anh Tèo? Má. Tôi quạt nãy giờ mà. Ê, anh Mát, tôi nóng. Mát vô. Rồi. Cảm ơn. Ê, chiều nay ba hội hát. Mấy giờ vậy bạn? 4 giờ. 4 giờ hả? Anh Tèo. Gì? Anh tính bỏ nhiêu vậy? Ừ, nhiêu. Bỏ nhiêu kệ anh ta, hỏi làm chi? Giống quỷ ghê. Ồ thì bỏ nhiêu nói bỏ nhiêu gì đâu. Hỏi cho biết thôi. Có hốt đâu mà giấu. Trời ơi, hụi mới mà hả? Không có ai hốt nhiều mà lo gì. Trời ơi, đúng không? Không hốt đi, tôi nói cho nghe nè. Ừ. 300. Nhiêu nói đại đi. 200 gử. Ta thấy rồi. Lành quá. Tức quá. Thua có 5.000. Mà cô cũng ghê thiệt á. Nói gì mà hụi mới, hốt chi này nọ. Không hốt. Sao cô bỏ cao sát nút con luôn vậy? Xạo. Ê. Bà xạo luôn. Ê. Quán tao nha mày. Vuốt mặt nể mũi nha mày. Mũi cái con khỉ. Nói hay lắm. Hụi mới không hốt không hốt. Cuối cùng canh tôi bỏ nhiều cái mấy người bỏ cao hơn tôi không à. Tức dễ sợ. Thôi bớt giận đi. Tại vì em đang cần tiền. Đóng tiền lớp trang điểm. 2 ngày nữa là hỏi chốt danh sách rồi. Anh thông cảm nha. Mắc cười quá. Bộ em biết học anh không biết học hả? Mấy người đừng có thấy tôi đẹp trai mà hiền cái đè đầu cởi cổ tôi à. Cô Hồng cũng vậy nữa. Tụi con lấy tiền á, đóng tiền học. Cô á, có làm gì đâu. Cũng chen chân dùng chi. Ờ, đúng rồi đó. Tại mày á. Cũng tại mày á. Tại tại tôi. Tại mày á, hay mượn tiền tao. Thiếu tiền tao lâu không trả. Rồi cái gì cũng dai dặn thôi. Tao đâu có tiền, tao cục vốn. Tao phải đi hốt hụi, tao mua đồ bán thêm chứ. Đúng không? Trời đất ơi, vậy mà không hiểu đó. Bà nói hay quá. Lỡ kêu cao vậy thì kêu cao cao luôn đi. Tôi kêu 200 gử, cái bà kêu 260, cái nó kêu 270, để cho người ta kêu 275 cái người ta hốt luôn. Ê, em kêu 270 nào? Thì bởi vậy em mới tức muốn chết đây nè. Đáng. Cái tội đó là tội chơi sau lưng bạn bè. Đáng đời. Thôi 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 thôi. Uống nước chanh không cho hạ quả nha. Không.
đi về à? Sao thiếu? Không luôn, đi về luôn. Ừ, với chị đi. Tèo. Ừ. Ông Tư đâu ạ? À? Mày chở thím ra chợ sửa cái quạt coi. Dạ. Ừ. Trời nóng nực mà nó hư à. Con biết cái chỗ này, ở ngoài chợ sửa mấy này ok lắm nè. Rồi rồi thôi, vậy chở thím đi. Dạ. À mà khoan. Hả? Thím hỏi nè. Sao lúc này hả, thím thấy mày ít vô quán của Hồng uống cà phê quá vậy? Tại cứ ngày con chơi hụi á, cho nên để dành tiền đóng tiền hụi, đâu có ăn uống chơi bời gì đâu à. Rồi nghe nói đi học nghề gì đó, có đi học chưa? Thì cũng tính á, mà tại chưa hút hụi chưa có tiền. Tội nghiệp dữ không? Phải gì mà thím Tư có dư á, thím Tư cho mày mượn. Ủa? Hả? Mà ai hốt được vậy? Bữa hổm con hỏi bà Hồng, nghe đâu là mấy người trên thị xã hốt á. Tuốt trên thị xã? Dạ. Mà cũng chơi hụi ở đây nữa hả? Người ta chơi đông lắm thím, hình như là hết cái huyện này người ta chơi luôn á. Chà, chơi lớn dữ hen. Dạ. Thấy người ta chơi đông vậy mình cũng yên tâm. Ừ, đúng rồi đó con. Thôi, vậy mình đi. Nè. Trời. Trèo lên tới không? Mày ấy cái xe xuống coi. Thì lên đi người ta ấy cho. Trời ơi, chú Tèo. Ủa, chị Hà. Đi đâu vậy? Dạ, chở. Nè nè. Đây là thím Tư ếch, má của hai nhái á. À, dạ, dạ chào thím. Dạ, em là Hai Hà, em mới về cái làng mình nè. Cô Hà chủ hụi đây phải không? Trời ơi, thím nói quá à. Con cho bà con trong làng mình chơi có nhỏ nhỏ thôi. Chị nói em chủ nghe ghê vậy. Mà đúng là vậy chị. Chị, mua em với số chị. Trời ơi, để chú nha. Đây đây, mấy tờ đâu đây đây. Đây nào. Trời ơi, mấy giấy số gì mà làm cọng móng ghê vậy bà. Trời ơi, lấp la lấp lánh vậy mua bán đắt chị. Trời ơi, thôi mình nhiều chuyện quá. Thôi nha, rồi tôi lấy 5 tờ. Đây. Nhiêu vậy? 50 chị. Nè, bò luôn đó. Trời đất ơi, chiều nay chị trúng đặc biệt nha chị. Ờ. Ừ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Vậy là bộ muốn mới vậy chưa? Rồi. Chị Hà sộp ghê luôn á. Cô Hà rộng rãi thiệt. Đâu có đâu chị, mình là phước cho bà con vậy mà. Đây, nói rộng rãi thì rộng rãi đây, cho chị một tờ. Tặng con tao. Rảnh ghé nhà chị đi chơi nha cô. Dạ, em ghé mà. Thôi, mình đi, đi tèo. Chiều chiều vô đặc biệt em cho chị hay. Lên tới không chị? Đem đỡ cho. Ồ, trời, hay quá. Coi. Trời ơi, uổng 50 ngàn ghê á. Không, 70 mới đúng. Thiệt. Công nhận á, bữa nay á, tôi mới thấy á, đúng y như người ta nói nghe. Nói gì? Đã đẹp người còn đẹp nết nữa. Trời đất ơi, tặng mua có tự số thôi, khen quá xa khen luôn. Có tự số thôi mà mua chuột được bà là cũng hay lắm. Ông sao? Tự nhiên cổ tặng cho tôi chứ ông nói mua chuột cái gì? Tại ông không thấy nghe. Chứ hả, cô Hai Hà đó, trời ơi sang trọng mà gì đó, cổ sợp lắm ông. Sợp luôn. Ừ, chứ không có chảnh chọe mà như mấy người giàu khác đâu. À, không giống Hà Bá đúng không? Dạ. À, giỡn thôi, làm ghê vậy? Má nói đúng á Tiết. Đúng sao? Chứ Tiết có thấy ai mà có giả tâm mà giúp đỡ người nghèo không? Làm gì có. Thử nghe ông á, khơi khơi đó, ông có dám cho ai 50 ngàn không mà nói? Phải rồi. Tôi nói cỡ nào nói, người sướng, người ca, người đờ, người hát. Hai mẹ con mà nói quá, nói sao tôi nói cũng lợi hết. Mà Tiết, con nói thiệt á, nếu mà Tiết gặp cô Hà ngoài đời á, Tiết không mê cũng mới lạ luôn á. Mày mới nói con câu con mắt má liếc như hình viên đạn kìa. Tôi thách ông cũng dám mê. Thử đi. Ông dám? Giỡn, giỡn thôi. Thôi, con biết con sai rồi, để con tự phạt. Hổ phụ sanh hổ tử. Được, có chị khí. Xoài bay mua ở đâu mà ngon mà chua quá vậy bay? Cũng tại quá. Qua mấy ông nhậu, tôi ăn dư lên cho con nè. Cái gì? Thằng Tèo hả? Ừ. Dám nhậu luôn. Trời ơi, bữa vợ nó uống nước lọc quá, thay cà phê á, thì mà nó dám nhậu luôn, gan thiệt nha. Nghe nói ông bà Lích mới hốt hụi nên bao hay sao á. Hụi gì mà sao cô không nghe kêu gì hết trơn vậy? Hôm qua mới kêu hụi tuần đó. Ừ. Ủa nhưng mà cô có chơi hụi tuần đâu mà kêu.
Trời ơi, cái tụi này hả hả, hốt hội mà không trả tiền cho tôi nha. Vậy mà ăn nhậu không à? Ê, ê nhảy. Nghe nói thím Từ cũng chơi đúng không? Ủa, nó chơi 2 giây. Ủa, 2 giây luôn? Trời ơi, hôm bữa hả, người ta chơi thì nó, đừng có chơi, không có tin tưởng. Vậy nên chơi 2 giây luôn, ghê thiệt á. Má con á, bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Vậy hả? Trời ơi, tía mày. Ủa má? Mày nói ai bị mê hoặc hả? Chết rồi. Con có nói má đâu. Ngồi xuống em Tư, ăn nào. Ủa má mới đâu vậy? Con đã nói rồi, má mua cái gì thì má nói con đi mua cho. Trưa nắng chang chang đi qua đây, đen da má hết. Nếu tao không đi á, mày làm sao bắt đại trận? Mày đang nói xấu tao. À, con có nói xấu thiệt luôn, không tin má hỏi của Hồng nè. Con đâu nói xấu má, con đâu nói con. Chị nói bị mê hoặc sắc đẹp thôi. Tôi đi qua nhà của Hai Hà. Dạ. Để coi có bỏ hụi á, thì cho tôi hay. Cái gì? Má tính định hốt hụi hả? Ba mày đó, ổng kêu hốt để cho ổng mượn. Cái gì kỳ vậy? Tía cũng có tiền mà tự nhiên mượn má chi? Thôi, con thấy là không được á. Mới bỏ mà tự nhiên hốt rồi lỗ hết trơn, trời. Thôi. Ổng kêu vậy mà không cho ổng mượn thì mất công ổng nói này nói nọ nữa. Ai chà chà. Công nhận mấy cái ông chồng này hả, kỳ thiệt đó nha. Khi người ta chơi thì nói đừng đến chơi, có chừng bị giật hụi, đừng có tin tưởng. Vậy mà đến khi người ta chơi cái trả mượn tiền, kỳ thiệt đó nha. Tánh ổng là vậy đó chị ơi, kỳ khôi lắm. Bởi vì về xử ổng đi. Alo. Cô Hà ơi, hụi tôi bỏ ở chiều á, có hốt được không cô Hà? Vậy là hốt không được hả? Rồi. Chết rồi. Hụi hốt không được. Biết nói làm sao với ổng giờ? Thì hốt không được, nói tí là hốt không được. Chứ con đâu biết sao đâu. Kìa tí gì rồi kìa má nói. Ông. Ông ngồi xuống đây tôi nói chuyện này. Gì vậy? Gì có vẻ nghiêm trọng vậy? Hụi á, hốt không được. Ông có cần gấp gì không? Hay tôi đi cầm đỡ mớ đồ đưa cho ông trước nghe. Hụi gì mà chơi mà hốt không được? Thì mình bỏ thấp hơn người ta thì hốt không được chứ làm sao? Sao ba, tôi nghe mấy người ta nói là cái hụi mà chơi mà kiểu mà hốt không được là giống lường gạt lắm à. Lường gạt đâu mà lường gạt. Cả đống người chơi kìa. Chứ đâu phải mình tôi chơi đâu mà ông nói tôi lường gạt. Với lại tôi nói không nghe, người ta ở nhà lầu, ta đi xe xịn, ai mà gạt mình có mấy triệu bạc. Người nào chơi hụi hốt cũng được hết. Mà nói là người ở nhà lầu đi xe xịn gì? Cũng có một số người hốt được, chứ không phải là không ai hốt được hết đâu. Sao tôi nói cái giống gì vậy? Mẹ con mà không cãi trơn à. Đó, rồi mai mốt nha. Mai mốt rồi tiền bạc mất hết á, không hút cách nào đó. Lúc đó đừng có nằm đó mà than khóc luôn nha. Ông sao cứ nói chuyện xuống quẩy không? Nhưng mà con thấy tiếng nó cũng có lý đó má. Hay là để ngày mai con đi hỏi người ta thử coi sao. Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Hả? Sao rồi? Bà bỏ trốn rồi cô ơi. Cái gì? Cán bộ xã đang vô, bao nhiêu là tiền của con? Thử mở cái khóa này coi coi. Phá cửa thử coi trong đó còn có ai không? Nhiều khi người ta trốn ở trọng á. Coi coi có đường nào vô không? Mà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó, nhà tay còn ở đây mà. Trời trời, tôi mà bắt được bả chắc tôi đánh bả tét đầu quá. Cán bộ xã kêu đứng đây chờ, để họ giải quyết. Chừng nào mới tới là không biết nữa. Trời, tiền bạc của tôi. Rồi tiền đâu mà tôi mua sữa cho con tôi giờ? Công tình anh chạy xe ôm cả tháng trời luôn á. Ê cán bộ. Cô cán bộ, giờ cô giải quyết đi cô. Sao giờ? Bình tĩnh. Nghe báo là bà con bị một người phụ nữ với một người đàn ông lừa chơi hụi rồi lấy tiền bỏ trốn hết rồi phải không? Dạ đúng rồi. Giờ lấy tiền hết trơn đi, mất tiêu hết trơn rồi. Để chúng tôi xin lệnh khám xét rồi mời bà con cái ra xã rồi để công an lập hồ sơ rồi có gì giải quyết cho bà con. Nếu mà chị nói vậy á, chị làm ơn chị làm nhanh nhanh giùm em đi, chứ để khi mà ta trốn lâu quá làm sao mà có thể mình tìm được chứ. Đúng rồi đó cô. Thôi được rồi, bà con cứ về, có gì công an chính quyền lập hồ sơ giải quyết cho bà con.
Thôi vậy đi, cô đã nói vậy thôi, vậy mình cứ về đi. Về đi, giờ trời, phải không chị? Có gì chị báo liền nghe chưa? Rồi, được rồi. Quán của em á, chị cứ gọi cho em nha không? Rồi, đi, đi về đi mấy đứa. Chị về đi. Dạ. Cô ơi, ráng nhanh nhanh nha cô. Thiệt tình luôn á trời. Tôi ếch đang nhậu xỉn, tôi á đó, tôi coi thương hội của chị gì nói không lôi đi. Mày cũng chịu chị đó, kẻ em đi, em xỉn tệ không? Quay, ruột tiêu. Trời, đâu dữ vậy? Gì vậy? Trời đất ơi. Rồi mày không thấy đường sao mày đi cắm đầu vô xe tao? Tao thấy mày, tao kêu mày đi rước tôi ếch kìa. Quá trời luôn, xỉn quá cần câu luôn. Ông nhậu xỉn kệ ổng, kêu tôi làm chi? Sao mấy người không đưa về đi? Tao với bà đi bộ rồi, không lẽ cổng ông lên lưng về? Tao khiêng ông về hả? Mày làm gì? Xe ôm. Xe ôm, tao giới thiệu cho mày ăn cuốc mày đi, mày đặt chảnh. Quên đéo, quên đéo, để chạy chạy. Ngu đột xuất à. Ủa mà hai chị em đi đâu thân thiết vậy? Trời, tao đau cái dài quá, tao đi massage. Còn tao đi chăm sóc da cho nó trắng lại. Ừ. Vậy không chịu nói sớm. Đây nè, có quà, có quà. Cái gì vậy? Đây. Cho tiền hả? Cho bà Hồng thẻ, cho mày thẻ. Thẻ massage giảm giá của một bạn tôi nó mới mở á. Nó nhờ tôi phát giùm. Bà với ba lít cầm tới cái tiệm của nó, nói là bạn của anh Tèo giảm 50% liền. Trời ơi, ông trời gì lúc nắng lúc mưa. Ôi em chết giải cổ sao mày? Thông cảm, ông xỉn rồi. Bây giờ sao? Vì chở ông về nhà chứ sao? Chú Tư ôm chắc tôi nghe coi chừng té á. Ông nhậu đâu xỉn dữ vậy? Nhậu ngoài kia kìa. Đi đi đi. Không được, mày chở vậy không có được đâu. Mày có dây không? Cột lại đi. Không có dây, dây đâu cột. Nè, cầm cột đỡ đi nè. Vậy cho xin cầm. Ngắn ngủn gì của sao cột. Ui. Trời luôn, trời luôn, cù luôn nè. Làm ơn cho chót, quấn giùm luôn đi. Rồi. Xiết vô, xiết vô. Rồi rồi. Khoan, khoan, khoan. Để tao gác cái giò lên vậy nè, cho nó chắc ăn nè. Đó. Rồi, dỡ mèo lên nha. Con mày chạy từ từ nha, tao. Lẹ về chú Tư. Mưa hồ trúng gió chết queo luôn á. Vậy ra, vậy ra. Cũng hên ông trời mưa có chút xíu à. Trời ơi. Tim Tư ơi Nhảy ơi, Nhảy con của hai Nhảy ơi. Có ai nhà không? Trời ơi, đi đâu hết rồi? Để ông nằm đây hồi trúng gió ông chết quá. Chú đợi con xíu nha chú Tư. Dạ alo. Dạ thím Bảy hả? Dạ lên xã. Dạ con qua liền để con chở thím lên xã. Dạ. Alo Nhái hả, anh Tèo nè. Em về nhà gấp đi, giờ này con đi chơi gì nữa. Chú Tư ông xỉn, anh bỏ cho ông trước hành lang nè. Bây giờ em về em đưa chú Tư vô nghe. Nhà đóng cửa kín mít, anh không có đi vô được. Tại giờ anh mắc chở thứ Bảy đi công chuyện rồi. Ê khoan, hãy cúp máy. Tiền xe ôm của chú Tư là 30.000, chưa trả nghe. Chú Tư nằm đây nghe, đừng có bị gì nghe, con chạy xe ôm cái nghe. Vé số chiều sổ đi. Ai mua vé số? Tới cổng nhà mình rồi, thôi mới cúp máy nha. Trời. Ê, ông Tư. Trời ơi, đi nhậu đâu mà xỉn. Không vô nhà nằm mà sao nằm giữa đây vậy? Ôi, đi. Nhậu cái gì mà nằm giữa cái chân trần nhà ngủ không biết nữa. Trời ơi, cô đơn quá. Tại sao cái xước xẻo lá này
không giật hội, không đánh ghen để có chuyện mà nói. Nản. Ai giả bộ nói chuyện với tôi đi. Không, vậy uống miếng nước cho tỉnh nè. Trời, uống gì đâu mà nó sai mềm thì không biết nữa. Chết cha. Quên, để còn có mất cái gì không? Nhột quá. Nhột. Massage kiều nữ 18 ca cộng. Bao đẹp, bao độc, bao đổi. Ông Tân! Ông dậy cho tôi. Má kêu. Dậy. Má kêu con hả? Má. Ông Tân! Ủa? Người dưới đất mà tông ở trên trời. Giọng quen quen. Nhà tưa hết. Ông dậy cho tôi. Má về lâu quá má về má nhớ con. Trời ơi, tôi còn xuân thì như vậy nè. Ông nghĩ sao ông nhìn mà tôi thành bà già 80 hả? Má ông mất lúc má ông đã 80 tuổi rồi. Má ông vậy đi massage 18 ca cộng rồi về nhìn tôi như bà già hả? Ông dậy liền cho tôi. Massage. Trời ơi, chết chú Tư luôn rồi. Dậy nhanh, trả lời cho tôi cái này, nhanh. Đúng rồi, gọi cho ai ta? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện. Trời ơi, đang lúc nghi cấp như vậy mà điện cho bà ruột không, không được trời. Không được, mình phải đi báo bằng miệng. Bây giờ đang cãi nhau, tới báo hết sớm là tới khúc ly dị rồi. Dạ, từ từ con dậy má. Dạ, ông Tư hết rồi. Từ từ con dậy. Kêu con mua má làm một má. Ông nhìn nè, ông nhìn coi. Gì? Cái này là cái gì? Nào đâu. Nhanh. Cái này cái gì là cái gì? À, má đưa hình nhỏ nào đẹp quá. Kêu nữ. Massage kiều nữ bao đẹp bao độc 18 cộng. Trời ơi, xỉu hả? Xỉu gì xỉn hay xỉu gì sợ vợ hả? Tư Ân, ông dậy cho tôi. Tư Ân ruột không ruột. Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, chuyện động trời vậy mà còn đi bình thường vậy hả? Chuyện gì động trời? Vợ chồng Tư hết ly dị rồi. Hả? Thiệt không? Không có còn đường hàng gắn được nữa. Con hai nhái bây giờ nó khóc hai con mắt nó sưng lên cỡ này nè. Vậy đó hả? Mà chuyện gì mà dữ vậy? Tư hết đi massage. Thôi tưởng gì massage bình thường, ta massage hoài mà có gì đâu. Trời đất ơi, massage như cô cháu mình á là lành mạnh, ông có nói gì. Còn ảo massage bao độc, bao lạ, bao nhiệt tình, bao đổi luôn. Trời ơi, cái đó là mắt gần á. Đúng rồi, ruột biết mà. Phiếm Tư hết nó bảo hung dữ cỡ nào, bây giờ không có còn đường hàng gắn được đâu. Bởi vậy không thể nào tưởng tượng được. Nhiều khi đừng nói nhìn mặt bác Thành Giao không có đúng đâu. Bởi vậy hồi đó ruột hên á, lấy ổng là chết luôn rồi. Thôi tôi qua cho Tư hết chút nha. Ê! Sao vậy? Bảo đó làm gì? Tôi qua tôi coi làm sao. Không có còn chuyện gì mới nữa đâu. Trời ơi, biết đâu á, người ở trong đó nó bị tối, mình người ở ngoài mình sáng, mình sẽ giải hòa được. Ông Tư ơi, massage ha, hôm nay ông dám qua mặt tôi ha, đi nhậu ha, một lát nữa đi, ông tỉnh dậy rồi ông biết cái tay tôi, mắc gì phải lặt rau cho ông ăn chứ, quá lắm nè, má, trời, mới lặt rau gì? Sao mà lùm lum tùm la vậy nè? Tía đâu rồi má? Hỏi chi vậy? Thì con không thấy tía đâu rồi con hỏi. Cũng đi gặp bà nội mày rồi. Cái gì? Tía chết rồi má. Rồi
mày không hả? Tao nói tía mày chết hồi nào mày tự nhiên mày la làng mày khóc bù lu bù lá vậy? Điều nãy má mới kêu là tía đi gặp bà nội rồi. Ông xỉn, ông cứ lảm nhảm mà ông nói chuyện như ông đang nói chuyện với bà nội mày vậy đó. Tự nhiên ông nhìn tao, ông kêu tao bằng má luôn rồi. Tao mới nói ông đi gặp bà nội mày chứ tao có nói ông chết đâu mà mày khóc vậy. Trời ơi, làm con hết hồn. Ủa má làm gì mà bực bội vậy? Ai làm gì má vậy? Má nói đi, con sẽ bán sống bán chết với nó luôn. Con phụ má một tay. Phụ ha? Ừ. Đó. Dạ. Ủa má. Ba nói tía hả? Với ai nữa? Thôi con như nãy giờ con chưa nói gì đi. Nãy nói hay lắm mà. Nó là biết được người nào chọc tôi giận là phụ tôi mà. Thì con tưởng đâu người ngoài chứ tí thì sao con dám. Mày không làm tao làm. Má. Ông Tư. Má ơi, từ từ có chuyện gì nói má ơi. Chứ bây giờ má đánh tía bằng cái cây này á là tía theo bà nội thiệt á má. Từ từ cái gì mà từ từ? Dạ. Ổng đi massage gần massage xa đó. Tao mà từ từ, tao không phải là vợ tôi hết. Hả? Trời đất ơi, má có lộn không vậy? Tía xưa giờ có bao giờ vậy đâu. Chắc má nghe hàng xóm đụng bậy đụng bạ rồi má về má trách tía chứ tía đời nào vậy? Không có hàng xóm nào nói hết á. Chính miệng ổng thừa nhận. Sao kỳ chứ gì ta. Thường ngày á tía có còn vậy đâu. Thường nếu mà tía buồn á thì tía uống vài ly rượu. Còn không á thì tía đánh vài lô đề. Chắc má lộn á, không phải đâu. Cái đó mày hỏi ổng á. Chứ tao sao tao biết được. Dạ, để con. Tía. 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 Ổng xỉn như chết rồi. Bây giờ có khi xuống cùng heo rồi nè. Ổng cũng không hay đâu mà mày hỏi cái gì. Hay là má lộn. Chuyện quan trọng bây giờ là bà phụ tôi. Đi nói cho mấy người trong sổ lá này biết hết. Rồi, thì tôi đi nha, tao đi. Đi đâu vậy? Đi qua chính quyền. Ôi, bà tào lao quá. Tía tôi ở chung nhà với tôi là tôi biết rồi, tôi báo cho tía tôi rồi. Điện cho Út Khăn rồi. Bây giờ chạy xuống chính sệ. Nhà con tắm dịch. Còn tôi qua nhà chú Năm Khó. Ba Gà nữa. Rồi, bây giờ nhớ nha, giữ liên lạc cho chặt chẽ nha. Nhớ nha, đừng có để mất liên lạc nha. Rồi. Báo cho chính xác như vậy. Đầy đủ nghe chưa? Vậy nha. Ê, đừng qua nhà Tư hết nha. Bên đó không có chuyện gì nữa đâu. Gì thì gì cũng phải ăn rồi mới có sức rồi giải quyết chứ. Lại để đói. Thôi, mày ăn đi. Tao nuốt cũng vô rồi. Tao chờ cũng vậy. Giả bộ ngủ. Đó, tới vậy được kìa. Trời ơi. Nhậu mà không ăn nó đói. Nó cào bụng quá trời đất. Có cơm rồi hả? Mày ăn miếng cơm coi. Còn tính ăn cơm nữa hả? Ủa, dọn cơm kia có hai chén à? Dạ, má kêu con đem có hai chén. Cái gì ghê vậy? Làm gì mặt ba chú uống đóng cái ghê vậy? Làm cho tôi ăn. Ông đi mà nói á, mấy cái con kia nó nấu cho ông ăn. Chứ tôi không có rảnh. Mà tôi tuyên bố, kể từ bây giờ, không có nấu phần cơm cho ông. Cái vụ gì vậy trời? Tự nhiên bữa nay con đó là con nào, con nhỏ nào mà kêu con kia nào nấu nữa? Thôi mệt quá tí ơi. Cái vụ mà tới đi massage á, con với má biết hết rồi. Ủa, nói gì nhá? Tí đi massage gì? Tôi đâu có massage gì đâu. Mà cho dù có đi massage là cái chuyện bình thường mà. Trời. Cái gì vậy? Trời ơi. Đi massage mà chuyện bình thường hả? Tính gì vậy? Trời ơi, nhái ơi. Ông đối xử với má con tôi vậy hả? Trời ơi, ông già rồi. Ông không biết làm gì hết. Xấu hổ, ông già, ông sanh tật là sao ông Tư hết? Bà nói gì, mọi người? Ba, không hả? Đứa. Cái gì vậy ta? Tao không hiểu. Quá đáng rồi á. Quá đáng cái gì? Tí làm gì mà quá đáng? Trời đất ơi, cứ la tí đi massage ngoài. Tí không có đi massage, tí nói là tí không có đi massage. Mà cho dù có đi massage là cái chuyện đó là giống như là đi để mà sức khỏe thôi. Chứ đâu có cái gì mà xấu đâu mà. Đó, thấy không? Ông mặt dày quá. Trời đất ơi. Vợ chồng á,
sống với nhau đã bao nhiêu năm nay rồi, con nhái lớn chừng này có thêm thằng cháu ngoại nữa. Ông đi làm như vậy, ông không coi trọng mặt mũi ông thì ông có nghĩ ngọc mũi cho con cái chứ. Trời đất ơi, Nhãi ơi, má khổ quá Nhãi ơi. Má ơi, má ơi, má vậy mà coi con trai của má đối xử với con nè. Nên khùng má, trời ơi làm gì má xàm má lắm vậy? Gì mát má tôi không xàm vậy? Đốt nhang kêu má làm mát đi, mát đi. Cái gì nói gì không hiểu gì hết trơn à? Không hiểu hả? Nè, tôi đưa chứng cớ ra nghe. Ông hết chói ha, ông không có lắc léo nữa nha. Chứng cớ gì? Cái gì? Mà làm gì? Làm gì nhoi nhoi vậy? Nè, ông coi đi. Cái này gì? Massage kiều nữ. Trời đất ơi, tôi không ngờ con người của bà, đàn bà mà lúc này bà cũng bị đặt đi massage nữa. Cái massage, bà đi massage phải không? Cái này là của tía chứ không phải của má đâu. Của tía á. Tía à? Ủa đâu ra vậy? Ở trong túi quần của ông chứ đâu. Trời đất, ai bỏ túi quần tôi vậy? Không có đâu, cái này không phải. Bởi vậy ông xỉn quá mà. Lúc đó hả, ai làm cái gì ông, hay hoặc ông làm cái gì người ta, ông cũng đâu có biết, huống hồ chỉ là cái tờ giấy này. Làm gì người ta làm gì? Trời đất ơi, nói gì tôi còn biết, không biết làm cái gì luôn á. Thật sự là không có đi massage cái gì hết á. Bởi tao nói mấy người mà thường làm ba cái chuyện xấu xa thường hay bao biện cho mình lắm. Đúng rồi. Trời ơi trời trời, Nhái, Nhái là con của ếch mà Nhái. Sao con không bên tía mà con đi bên má mày, mày bên cái gì đi không vậy? Cái chuyện gì tía không hiểu gì tự nhiên rồi đi nói. Tào lao gì vậy? Chứng cứ rành rành ông còn chối nữa hả? Vừa ăn cướp vừa la làng. Cướp la làng gì? Vậy ông giải thích tôi cái này là cái gì? Cái này là sao? Cái này giờ thôi bà đi từ từ để tôi quay phim rồi coi sao không nè. Cái này lấn cấn gì sai sai rồi nè. Người nhậu nè, nhậu. À rồi nhớ rồi. Đợi tôi. Có nhân chứng. Trời đất ơi, bây giờ mới nghĩ ra. Alo. Dạ nghe chú Tư ơi. Dạ. Chú Tư. Đó. Nay đâu gấp mà kêu con giật một giật hai vậy? Bây giờ con tèo đó qua. Nhân chứng của tôi đó, bà muốn hỏi gì bà hỏi đi. Tèo. Dạ. Giải thích giùm cho thím. Cái này là sao? Ổng nói á, ổng chờ mày qua đây để làm nhân chứng cái vụ này nè. Đâu, mày giải thích cho thím coi. Đó, giải thích đi cho bà hiểu. Trời đất ơi. Cái thẻ massage. Ừ, thì thẻ massage. Thì hỏi con chi? Nhưng mà tao hỏi mày là cái thẻ massage này tại sao có trong túi của tao? Tại chú đi massage. Đó. Đây, không, thấy chưa? Tao không có đi massage. Mà tại sao có thẻ massage? Chú không đi massage, tại sao có thẻ massage trong túi của chú? Mày giết tao luôn đi tao. Trời ơi, mày giết tao luôn đi. Bây giờ mày nói cho tao biết, mày chở tao về, tại sao có cái thẻ massage này trong túi tao? Con đâu có biết. Đó, thấy chưa? Đó, nhân chứng rồi đó. Nhân chứng rồi đó. Ông còn chối nữa không? Hỏi lại lần nữa nè, ai bỏ cái này vô trong túi tao? Con bỏ. Ờ. Ai? Anh giỡn gì kỳ vậy? Anh giỡn xíu nữa là nhà tôi là tan nhà nát cửa luôn á. Trời ơi. Gì đâu, tao thấy chú thím Tư căng thẳng anh vô anh ghẹo chơi chút xíu. Rồi thấy có vui không? Không vui thôi. Rồi, ông có đi massage không? Con đâu có biết. Trời ơi. Đất. Mày lơ mơ mày nói lại giùm tao đi. Thấy chưa? Tao không có đi massage, mày nói giùm tôi. Thôi để con giải thích cho nè. Hiểu lầm không à? Tóm lại là cái chuyện cái thẻ massage này với cái chuyện chú Tư nhậu á không có liên quan gì tới nhau. Ờ. Đó. Con thấy chú Tư xỉn ở ngoài quán nhậu quắt cần câu rồi, cái con mới chở chú Tư về đây giùm để kiếm cuốc xe. Chú Tư chưa trả tiền xe con nha. Rồi cái thẻ này nè là của thằng bạn con, nó mở tiệm massage, cái nó nhờ con là đi phát cho khách của con giùm đó. Cái con mới bỏ vô trong túi của chú Tư mà ông xỉn ông đâu biết gì đâu, cái nhát đại vô trong túi ổng đó. Thím Tư, thím hay ghen nhức đầu lắm nè, lấy thẻ đi massage đầu. Nhái nhái đi chăm sóc da mặt em. Em. Chú Tư, mời mốt chú đi phát cho mấy ông bạn nhậu đi massage ủng hộ bạn con chú Tư. Nè, đó. Mày chạy ngoài nắng, ngoài gió, mày nhức đầu chút mặt gì vậy? Cái tía mày, mày về mày đi massage đi. Biết, đi về. Thằng quỷ. Trời ơi. Trời. Má tôi không. Chút xíu nữa thì chết rồi.
Không. Ăn cơm đi. Sáng giờ đi nhậu chắc đói lắm hả? Chứ sao? Nè, mới mốt có nhậu á thì nhậu có chừng có mực thôi. Nhậu cũng biết chưa đường về nhà. Gì đâu mà nhậu thế á, không biết gì trơn á, rồi nằm dài giữa nhà vậy đó. Chứ xíu nữa là mất đồ đó. Tôi không về kịp là chắc bị cái thằng vé số nó trộm đồ hết rồi đó. Tôi biết rồi, thôi tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi bà. Rồi tôi hứa mai mốt đó là tôi không có dám nhậu kiểu vậy nữa đâu. Uống chơi với bạn bè vài chai thôi, tỉnh táo gì à, không có nguy hiểm. Xin lỗi, được chưa? Ừ, thôi, thôi về ăn cơm đi. Ừ, à. Thôi, vợ chồng không có giận nữa nghe không? Ừ. Đó, trời, nay bà dễ thương cũng chết luôn.